Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 21 tháng 2 năm 2018, thứ tư tuần thứ nhất mùa chay. Bài đọc hôm nay có tên là Con người sẽ là một dấu lạ. Lời Chúa trong sách Luca chương 11 câu 29 đến 32. Khi ấy thấy đám đông tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác. Họ xin dấu lạ. Họ sẽ không được ban một dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã làm một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Lời suy niệm. Khi đọc chuyện ông Jonah người Galilee, ai cũng nhớ ông đã bị cá nuốt 3 ngày. Sau đó ông lại được cá khạc ra trên đất liền mà vẫn còn sống. Nhưng điều đáng nhớ hơn là sau kinh nghiệm đó, Jonah đã biết vâng phục Chúa. Ông chấp nhận đi giảng cho dân Ninive, một dân ngoại ở vùng là Iraq bây giờ. Thật không ngờ lời rao giảng của ông đã kéo cả nước vào một cuộc hoán cải. Từ vua đến dân, thậm chí cả súc vật đều ăn chay sám hối việc mình làm. Thái độ của họ đã làm Đức Giêsu đổi ý không đoán phạt nữa. Đức Chúa không muốn trừng phạt, Ngài chỉ mong con người sám hối. Bài tin mừng hôm nay cho thấy nỗi buồn của Đức Giêsu khi dân chúng đòi dấu lạ, dù họ đã thấy nhiều phép lạ của Ngài. Dấu lạ ở đây phải hiểu là một điềm báo hoành tráng từ trời để chứng thực về con người và sứ mạng của Ngài. Khi bị cám dỗ trong hoang địa, Ngài đã không nhảy xuống từ ngóc đền thờ. Ngài không muốn mua lòng tin của con người bằng một cử chỉ ngoạn mục. Bây giờ Ngài cũng dứt khoát từ chối. Họ sẽ không được ban một dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Dấu lạ ông Jonah không phải là chuyện ông bị cá nuốt mà còn sống. Dấu lạ là chính con người của ông với việc rao giảng của ông. Dân Ninive đã sám hối khi nghe Jonah giảng, nhưng thế hệ đương thời với Đức Giêsu đã khước từ Ngài. Họ là một thế hệ gian ác vì không chịu sám hối. Đây còn hơn ông Jonah, đây còn hơn Salomon. Đức Giêsu đã không thành công bằng hai ông này, dù lời giảng của Ngài còn khôn ngoan hơn lời của vua Salomon và thuyết phục hơn lời giảng của ngôn sứ Jonah. Dân Ninive và nữ hoàng Sheba sẽ kết án thế hệ này vì sự cứng cỏi của họ. Mùa chay là thời gian đọc lại những chuyện lạ Chúa đã làm cho đời mình. Có những chuyện bề ngoài tưởng là chuyện tự nhiên hay ngẫu nhiên, chỉ ai biết nhìn mới thấy lạ. Có khi chúng ta vẫn thèm Chúa làm một cái gì đó thật kinh khủng, để ta mạnh mẽ đổi đời và từ bỏ hoàn toàn nếp sống cũ. Làm sao để lòng sám hối đến từ việc nhận ra những chuyện nhỏ bé mà Chúa vẫn làm cho ta mỗi ngày nhiều lần. Lời cầu nguyện. Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa giữ lòng thương cho con được thấy. Xin cho con được thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm, những giả hình và che đậy. Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con cả những khi con không cảm nghiệm được. Xin cho con thực sự muốn thấy, thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa chiếu rọi vào bóng tối của con. Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa giữ lòng thương cho con được thấy. Amen.